Hướng đến tương lai vì một thế hệ các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam là chủ đề của hội thảo quốc tế Viber 2023 do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức, nhằm chia sẻ và thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh doanh, kinh tế và tài nguyên trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế Việt Nam. Các nội dung chính của Viber 2023 tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bao gồm tài chính, quản trị, ngân hàng, marketing và kinh tế, bao gồm kinh tế công, kinh tế quốc tế, kinh tế môi trường và nguồn lực, bao gồm kinh tế năng lượng và nông nghiệp. Hội thảo năm nay có thêm diễn đàn nghiên cứu trẻ, giúp các nghiên cứu sinh và sinh viên dưới 30 tuổi đang thực hiện các nghiên cứu có cơ hội được học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tế về các chủ đề liên quan với các học giả có nhiều kinh nghiệm và nhận được những lời khuyên có giá trị. Diễn ra hàng năm, hội thảo là cầu nối để các học giả, nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế có thêm cái nhìn tổng thể và cụ thể hơn về nền kinh tế Việt Nam, khu vực và thế giới.